Chị về trước ha. À, thank you.
Dọc đường này là bán đồ ăn đêm. Chưa mở đèn lên. Bánh đồng xu. Mấy cái đèn này, trang trí nó chưa có mở. Chút tối, chắc một chút tối nữa, 6-7 giờ nó mới mở, bây giờ 5 giờ mấy rồi, chưa 6 giờ.